Ngày 5 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ tin báo tội phạm đối với ông Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia. Trước đó, đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Công ty Hoàng Gia có nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp, có nhiều dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phân công nhiệm vụ để xác minh điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm. Phần lớn, các khách hàng góp vốn cho Công ty Hoàng Gia vay tiền ban đầu đều được trả lãi cao kèm theo nhiều ưu đãi. Mục đích của Hoàng Gia là khuyến khích khách hàng góp vốn ngày càng nhiều, sau đó tuyên bố giãn thời gian trả nợ, giảm lãi suất. Gói lớn mà mình xoay vòng không cho đồng tiền chết thì có thể lời gấp 3 đến gấp 4 lần. Còn nếu như mình cắt đồng tiền nó đi, đồng tiền mà họ trang trải cho mình á, thì chỉ có lời một gấp đôi. Vậy thôi, làm từ đó thì nhiều người say mê vào thôi. Càng ngày càng cuốn hút rồi càng ngày thấy lợi nhuận như vậy thì lại giới thiệu người khác và rủ người khác, cứ thế là thành đông người lên thôi. Dạ, tôi có tham gia vô đó là hai gói, một gói 12 và một gói 132. Thì tham gia mới ngày 25 tháng 2 đây, thì đến giờ là chưa nhận được đồng nào. Đấy, mà lại thấy là tức là hiện tượng của Hoàng Gia là phá sản, người dân là không được lấy rồi. Thì hiện tại cái số tiền gốc của tôi bỏ vào 864 triệu, nếu thực hiện hợp đồng đủ 20 tháng là tôi sẽ được 1 tỷ 720 triệu đấy. Đó. Nhưng cho đến bây giờ thì mới thực hiện và chi trả được 500 triệu trên tổng số tiền gốc. Như vậy là cho đến bây giờ ngay cái tiền trả đủ gốc cho tôi cũng vẫn chưa đủ, đang còn thiếu nợ cả 400 triệu. Và chưa nói đến trả gốc và lãi tiếp theo. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 319 đơn của công dân ở 24 tỉnh thành trong cả nước tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm, Giám đốc Công ty Tập đoàn Hoàng Gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền còn nợ khoảng 30 tỷ đồng.